Ngọc Thủy thân ái kính chào quý khán thính giả của Đài Việt Mỹ Television. Kính thưa quý vị, và bây giờ kính mời quý vị theo dõi chương trình tin tức của chúng tôi. Phần tin tức của Đài Truyền hình Việt Mỹ gồm có các bản tin chính như sau. Đài Truyền hình Nga liệt kê các mục tiêu ở Hoa Kỳ có thể bị tấn công nguyên tử. Hoa Kỳ áp đặt biện pháp trừng phạt mới đối với Venezuela. Hai tàu hải quân Hoa Kỳ đi qua eo biển Đài Loan lần thứ 5 trong vòng 8 tháng. Tổ chức Bank of America gọi Trung Cộng là mối đe dọa nước ngoài lớn nhất đối với quốc gia. Thượng đỉnh Trump Kim không có thỏa thuận chung, ông Trump về Mỹ sớm. Và sau đây là phần tin thế giới. Quý vị, mở đầu là phần tin thế giới. Thổ Nhĩ Kỳ lo lắng về dân tộc Duy Ngô Nhĩ, kêu gọi Trung Cộng bảo vệ tự do tôn giáo ở Tân Cương. Theo tin từ Reuters vào hôm thứ Hai 25 tháng 2, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ là Mevlüt Cavusoglu bày tỏ sự lo ngại về cáo buộc Trung Cộng ngược đãi người Duy Ngô Nhĩ và những người Hồi giáo khác ở khu vực Tân Cương. Đồng thời, ông Cavusoglu kêu gọi Bắc Kinh bảo vệ tự do tôn giáo và bản sắc văn hóa tại khu vực này. Theo hãng tin Reuters, Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã khai mạc phiên họp thường niên kéo dài 4 tuần. Và trong cuộc họp này, các nhà ngoại giao cũng như nhà hoạt động tố cáo rằng Trung Cộng đã vận động hành lang một cách mạnh mẽ để tránh sự xem xét kỹ lưỡng về các chính sách ở Tân Cương và các vấn đề nhân quyền khác. Các nước phương Tây hiện đang hy vọng Thổ Nhĩ Kỳ và các thành viên khác của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo, gọi tắt là OIC, có thể làm sáng tỏ những nơi mà Trung Cộng gọi là cơ sở giáo dục và đào tạo ở Tân Cương. Các chuyên gia và nhà hoạt động của Liên Hiệp Quốc cho rằng, các trại giam này đang giữ 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ, tức là những người nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và những người Hồi giáo khác. Cho đến nay, Trung Cộng vẫn bác bỏ cáo buộc ngược đãi và coi những lời chỉ trích của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc là can thiệp vào chủ quyền của quốc gia. Bản tin tiếp theo cho biết Đài Truyền hình Nga liệt kê các mục tiêu ở Hoa Kỳ có thể bị tấn công nguyên tử. Thưa quý vị, theo tin từ Reuters, Đài Truyền hình Quốc gia của Nga vừa liệt kê các cơ sở quân sự của Hoa Kỳ mà Moscow sẽ nhắm đến nếu xảy ra tấn công nguyên tử. Bên cạnh đó, Đài Truyền hình Nga cũng cho biết thêm là một số hỏa tiễn siêu thanh mà Nga đang phát triển sẽ có thể tấn công các cơ sở quân sự trong vòng chưa đầy 5 phút. Các mục tiêu được liệt kê bao gồm Ngũ Giác Đài và nơi trú ẩn của Tổng thống tại Camp David, tiểu bang Maryland. Thông tin trên được phát sóng vào tối Chủ nhật ngày 24 tháng 2. Trước đó nhiều ngày, Tổng thống Vladimir Putin cũng từng khẳng định Moscow đã sẵn sàng về mặt quân sự cho một cuộc khủng hoảng kiểu hỏa tiễn Cuba nếu Hoa Kỳ muốn. Và phía Nga thì đang lo lắng rằng Hoa Kỳ có thể sẽ phát triển hỏa tiễn nguyên tử tầm trung ở châu Âu sau khi rút khỏi Hiệp ước Kiểm soát Vũ khí thời chiến tranh lạnh. Tổng thống Putin cho biết Nga có thể buộc phải đáp trả bằng cách đặt hỏa tiễn nguyên tử siêu âm vào tàu ngầm gần vùng biển ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Hoa Kỳ cho biết nước này không có kế hoạch phát triển các hỏa tiễn như vậy ở châu Âu và bác bỏ các khuyến cáo của Tổng thống Putin. Hiện tại, Hoa Kỳ không có bất kỳ hỏa tiễn nguyên tử tầm trung trên mặt đất nào có thể đặt ở châu Âu. Và bản tin sau đây cho biết lý do khiến Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-un đi xe lửa đến Việt Nam. Thưa quý vị, ông Kim khởi hành vào chiều ngày thứ Bảy 23 tháng 2 từ nhà ga Bình Nhưỡng để vượt qua quãng đường là 4.500 cây số
để đến Hà Nội. Và hiện có rất nhiều thắc mắc vì sao lãnh tụ Bắc Hàn lại chọn cách đi xe lửa với hành trình là 60 giờ đồng hồ. Thay vì đi bằng máy bay thì chỉ mất có 3 đến 4 tiếng đồng hồ. Các chuyên gia tin rằng một trong những lý do khiến cho ông Kim đi xe lửa đến Hà Nội là vì đây là cách ông nội của ông, đó là Chủ tịch Kim Il-sung, thưa quý vị, và cũng là người sáng lập Bắc Hàn, đã đến thăm Việt Nam vào năm 1958 và 1964. Ông Kim thường lặp lại các hành động của ông nội để khẳng định rằng ông là người kế vị của chế độ gia tộc họ Kim. Vì đoàn xe lửa sẽ đi qua Trung Cộng, đây cũng là cách để Bắc Hàn thể hiện sự thân thiết với đồng minh duy nhất của họ. Ngoài ra, đoàn xe lửa bọc thép cũng an toàn hơn cho ông Kim vì chiếc máy bay Jimmy One của Bắc Hàn đã quá cũ và phi công không có nhiều kinh nghiệm. Đoàn xe lửa của ông Kim được cho là được thiết kế với các thiết bị an ninh đặc biệt và có nội thất tương tự như khách sạn. Quay sang bản tin nói về biểu tình chống đối chính phủ tại Algeria bước vào ngày thứ ba. Thưa quý vị, theo tin từ Reuters, kể từ thứ Sáu ngày 22 tháng 2, hàng nghìn người dân tại thủ đô Algeria và các thành phố khác tại Algeria đã xuống đường biểu tình kêu gọi chính quyền cấm Tổng thống Abdelaziz Bouteflika tham dự cuộc bầu cử Tổng thống sẽ được tổ chức vào ngày 18 tháng 4. Tổng thống Bouteflika đã giữ chức từ năm 1999, bị đột quỵ vào năm 2013. Kể từ đó, ông chỉ xuất hiện trước công chúng một vài lần và không đưa ra bài phát biểu nào trước công chúng trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, Tổng thống Bouteflika vẫn sẽ tranh cử chức vị Tổng thống để kiếm nhiệm kỳ thứ 5. Các đối thủ của ông cho biết không có bằng chứng Tổng thống Bouteflika có sức khỏe phù hợp để lãnh đạo đất nước, và họ tin rằng các cố vấn đang cai trị dưới danh nghĩa của ông. Chính quyền có biết là, cho biết cũng như là Tổng thống Bouteflika vẫn nắm vững tình hình của đất nước, bất chấp việc ít khi xuất hiện. Vì đảng FLN cầm quyền chọn ông Bouteflika làm ứng cử viên Tổng thống, một số đảng nghiệp đoàn và tổ chức kinh doanh đã nói rằng họ cũng sẽ ủng hộ ông. Tổng thống Bouteflika vẫn chưa trực tiếp nhắc đến các cuộc biểu tình. Và hãng thông tấn nhà nước APS cho biết, tổng cộng có 41 người biểu tình đã bị bắt giữ vào thứ Sáu và không có ai bị bắt trong hai ngày qua. Tiếp theo phần tin thế giới, thưa quý vị, Hoa Kỳ áp đặt biện pháp trừng phạt mới đối với Venezuela. Vào hôm thứ Hai ngày 25 tháng 2, Hoa Kỳ vừa áp lệnh trừng phạt đối với Venezuela, đồng thời kêu gọi các nước đồng minh đóng băng tài sản của công ty dầu mỏ, đòi gọi tắt là PDVSA, sau khi nước này chặn hàng hóa nhân đạo suốt cuối tuần qua. Khi Ngoại trưởng Colombia Carlos Holm Trujillo khuyến cáo tính mạng của nhà lãnh đạo phe đối lập là Juan Guaido đang gặp nguy hiểm, chính quyền Tổng thống Trump cũng đã gây sức ép lên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, yêu cầu cơ quan này thảo luận về tình hình ở Venezuela. Theo tin từ Reuters, lệnh trừng phạt của Bộ Tài chánh Hoa Kỳ sẽ có hiệu lực với 4 thống đốc Venezuela ủng hộ Tổng thống Nicolas Maduro. Theo đó, thì toàn bộ tài sản của các viên chức này ở Hoa Kỳ sẽ bị phong tỏa. Biện pháp trừng phạt mới được đưa ra ở Bogota khi Phó Tổng thống Mike Pence và ông Guaido gặp các thành viên nhóm Lima Group, tức là nhóm các quốc gia châu Mỹ Latin và Canada có mục tiêu giải quyết khủng hoảng kinh tế và chính trị Venezuela trong hòa bình. Ông Pence cho biết là Hoa Kỳ sẽ ủng hộ ông Guaido cho đến khi nền hòa bình được khôi phục. Phó Tổng thống cũng kêu gọi các quốc gia thuộc Lima Group phong tỏa tài sản của PDVSA, cũng như chuyển giao tài sản của các phụ tá ông Maduro sang chính phủ là ông Guaido. Tin liên quan đến Ấn Độ, thưa quý vị, Ấn Độ xác nhận các cuộc không kích vào trại huấn luyện của quân du kích bên trong lãnh thổ Pakistan. Theo tin từ Reuters, vào hôm thứ Ba 26 tháng 2, một bộ trưởng của chính phủ Ấn Độ cho biết các máy bay phản lực của không quân Ấn Độ đã thực hiện các cuộc không kích vào những trại huấn luyện do du kích bên trong lãnh thổ Pakistan. Đây là bình luận đầu tiên của Ấn Độ về các cuộc tấn công vừa qua. Bộ trưởng Quốc phòng là Charendra Singh Kawat đã đăng tải trên Twitter rằng vào sáng sớm hôm nay, không quân đã thực hiện cuộc không kích tại các trại khủng bố trên khắp khu vực LOC, tức là đường kiểm soát Ấn Độ và Pakistan, cũng như phá hủy hoàn toàn các trại này.
Quân đội Pakistan cho biết máy bay quân sự của Ấn Độ đã xâm nhập vào lãnh thổ của họ ở khu vực Kashmir đang bị tranh chấp và thả một đầu đạn nổ sau khi Pakistan huy động máy bay phản lực của riêng họ. Nhưng phía Ấn Độ không gây ra được bất kỳ thương vong hay thiệt hại nào. Kính thưa quý khán thính giả, vừa rồi là phần tin thế giới. Chúng tôi xin tạm ngừng trong giây lát và sau một vài thông tin thương mại, Ngọc Thủy sẽ trở lại ngay với quý vị trong phần tin Hoa Kỳ.